Hô vào, thở ra, cảm nhận sâu vào hơi thở nữa đi nào. Hít sâu vào, rút rốn vào cột sống thắt lưng, rút rốn thở xẹp bụng, xẹp bụng, xẹp bụng. Hít vào tự nhiên không cố gắng, thở ra tập cố gắng thở ra dài hơn hơi hít vào. Hít sâu vào, thở ra, hít sâu vào, thở ra, hít sâu vào, thở ra. Thả lỏng cơ mặt thêm nữa nào. Hít sâu vào, thở ra. Phải thấy thoải mái hơi thở mình, cơ thể không gồng vai, không gồng mặt. Hít thở sâu vào, cảm nhận sâu, kiểm soát được hơi thở. Hít sâu vào, thở chậm ra. Hít sâu vào, thở chậm ra. Tự nói với chính mình như vậy, cứ hít sâu vào, thở chậm ra. Cảm nhận sâu vào, tập cái hơi thở mình nó tự nhiên như hơi thở hàng ngày của mình, để khi mình kết hợp vô bài tập là mình không còn suy nghĩ gì đến cái hơi thở của mình nữa hết, nó là đã tự nhiên rồi. Và ấm hai lòng bàn tay vào nhau. Và mạnh lên nghe ấm nóng lên. Đặt nhẹ vào mắt. Lần nữa chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Đặt nhẹ vào mắt, mở mắt, chớp chớp mắt. Từ từ mở tay ra, nhìn theo tay, vươn hai tay bung ngang lên, nhí sâu vào, nhìn lên, thở ra, nhìn xuống, tay xuống. Chị Vân, bấm đồng ý vô một cái đi chị Vân, vô màn hình á, coi chừng bấm lộn nó thoát á. Rồi, hít sâu vào, thở ra, hít sâu vào, vươn tay lên, thở ra, hạ tay xuống. Tập trung kết hợp hơi thở vào di chuyển của cơ thể nha. Hít sâu vào, vươn tay nhìn lên, thở ra, nhìn xuống, tay xuống. Lần nữa lên, hít sâu vào, lên giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1, thở ra, nhìn xuống. 5, 4, 3, 2, 1, rồi giữ hai tay ở đó, thẳng cổ lên, hít sâu vào. Ngửa ra sau, thở ra. Tâm trí mình lúc này tập trung vào cổ, cảm nhận cái cổ của mình. Ngửa cổ lên chị Hòa, ngửa cổ cao lên, là kéo căng cổ. Hít sâu vào, thẳng cổ trở về.
cúi xuống thở ra, cúi xuống cầm về hõm ngực thở ra, lên hít sâu vào, ngửa ra sau thở ra, hít sâu vào, cúi xuống thở ra, cúi đầu xuống cầm về hõm ngực thở ra, hít sâu vào, ngửa ra sau giữ lại, ngửa ra sau, ngửa cổ giữ, 5 4 3 2 1, thở ra cúi xuống thở ra, 5 4 3 2 1, thở về giữa, hít sâu vào, nghiêng qua phải thở ra, tay phải mình đặt lên thái dương bên trái nè chị Vân, đặt tay lên thái dương và kéo căng cổ bên trái, liếc mắt nhìn lên trần nhà, thở trở về giữa, hít sâu vào, rồi nghiêng qua trái thở ra, nhớ đừng nghiêng vai, từ từ liếc mắt nhìn lên trần nhà, cảm nhận cái cổ ở bên trái đang kéo căng mà bên phải đang kéo căng, trở về giữa, hít sâu vào, giữ vai lại, xoay mặt qua phải thở ra, xoay mặt qua thở, trở về giữa, hít sâu vào, xoay mặt qua trái thở ra, trở về giữa, hít sâu vào, cúi xuống thở ra, xoay bên phải lên trước, hít sâu vào, xoay tròn đều, các hướng cổ, tập trung hít thở, tập trung tâm trí vào xoay tròn cổ, xoay đến đâu mình cảm nhận cổ mình chỗ nào đau, chỗ nào đang gặp trục trặc, đang gặp vấn đề thì mình tập trung nhiều vào nó để đưa khí và huyết đến nuôi dưỡng phục hồi. Hít thở, thay đổi chiều, xoay đổi chiều, cảm nhận sâu, xoay từ từ mình cảm nhận cái biên độ cổ của mình nó rộng ra hơn, hôm trước nó cứng đơ đơ lúc lắc cũng khó, bây giờ nó linh hoạt hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Mời tập tay, hai lưng bàn tay hướng vào nhau, đưa tay phải qua, đan chặt lại với nhau, hít vào, kéo vào, thở ra, trở về, kéo vào, đẩy cao lên ngang mặt, trở về, kéo vào, đẩy thẳng tay lên, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, hạ xuống, trở về, đổi tay, kéo vào, đẩy ra, trở về,
kéo vào đẩy lên ngang mặt, trở về, kéo vào đẩy thẳng tay lên, hạ xuống, trở về, thả lỏng tay ra, tháo hai chân ra luôn, giũ tay giũ chân thả lỏng ra. Hôm nay hai chị ngồi được lâu hơn mọi rồi đó, ngồi thấy được yên tĩnh hơn rồi đó, tâm nó tĩnh hơn rồi, nó hết còn suy nghĩ về hai cái chân đau nữa. Còn mà chân đau á đâu có tập trung được vô cái khác đâu, cứ lo hai cái chân nó đang đau quá, phải lo nhúc nhích trở mình, nhúc nhích trở mình. Rồi xếp đổi chân đi, nãy chân nào nằm trên cho nó xuống dưới, vặn cột sống nè, vặn cột sống, mình đưa tay phải ra sau lưng, tay trái nắm tay phải, kéo kéo ra phía trước, úp vào eo ở bên trái, tay trái đặt lên gối phải, hít sâu vào, xoay phải, thở ra, mở vai xoay, trở về, hít sâu vào, nhớ tập trung tay giữ yên, chỉ xoay thông, thở ra, xoay vai, vai mình xoay trước cái mặt của mình, vai xoay, thở ra, trở về, hít sâu vào, xoay thở ra, xoay cổ, xoay vai ra sau thêm nữa, trở về, hít sâu vào, xoay thở ra, xoay tối đà, mở vai đi nào, xoay thở, mở vai, xoay thở, thong thả trở về, thả lỏng tay, đặt hai tay lên gối, rồi tập trung vào hơi thở, hít thật sâu. Khi mình tập trung vào hơi thở, mắt nhắm lại, khép nhẹ nhàng, hít thật sâu vào và thở thật chậm ra. Lúc nào hồi hộp, bất an, lúc nào tức giận là mình cứ tập trung vô hơi thở, hít thật sâu vào, thở ra thật chậm, đưa nhịp tim mình đập điều hòa trở lại, huyết áp ổn định trở lại, là mình sẽ kìm nén được sự hồi hộp hoặc tức giận. Giờ đưa tay trái ra sau lưng, đổi bên, tay phải nắm tay trái, kéo về trước úp vào, rồi tay phải đặt lên đầu gối trái, hít sâu vào, rồi xoay phải, xoay qua trái, thở ra, mở vai và xoay ra sau, thở, đúng rồi, trở về, hít sâu vào, rồi xoay, kết hợp hơi thở vào, xoay, thở ra, trở về, hít sâu vào, xoay, thở ra, mở vai, xoay, trở về, hít sâu vào, xoay, thở ra, xoay thêm nữa đi nào, rất tốt. Trở về, hít sâu vào, xoay, thở ra, xoay tối đa, bám chặt tay vào, xoay, xoay, đúng rồi, xoay, thở, đúng rồi, thong thả trở về, thả lỏng tay, lại tập trung vào hơi thở, nhớ thoát tư thế, hít sâu vào và thở chậm ra, cảm nhận sâu. Rồi tiếp tục nào, mình đặt hai tay lên chân mình mỏi, cứ giũ ra rồi lại xếp trở vào, xếp vào chân trong chân ngoài, chân trong chân ngoài, hiểu không? Cái chân để nằm trong và cái chân để nằm ngoài, chứ không gác lên trên nữa, gác lên nó mỏi hơn đó. Mình để nằm trong nằm ngoài không chồng lên nhau. Rồi hai cái tay mình đặt lên đầu gối nè, hai chị xoay người lại giống như cô như vậy luôn, xoay người ngang lại để dễ kiểm soát, hít sâu vào, mở vai, cong lồng ngực tới, cong lưng ra phía sau, mắt nhìn rốn, thở ra, tay bám lên đầu gối, đẩy cong lưng mình về phía sau, đúng rồi, đẩy cong lưng về phía sau, chị Vân, đẩy cong lưng về phía sau, hít sâu vào, mở vai, cong lồng ngực,
mình ưỡn lồng ngực về phía trước, nhìn cô nếu không hiểu nha, nhìn cô nếu không hiểu, mở vai căng lồng ngực, thở ra cong lưng ra phía sau. Tập là phải tập trung vào nghe lời của cô hô, rồi đặt cái lời đó lên cái thân thể mình, vào cái trong tâm trí mình thì mình mới điều khiển được cơ thể mình. Hít sâu vào, mở vai căng lồng ngực tới đi nào, đừng có gồng vai, thả lỏng người, người mềm 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 ra. Thở ra, cong lưng ra phía sau, rút rốn vào, bám tay lên đầu gối, đẩy cái lưng mình ra phía sau, giống như ai đang kéo cái lưng mình về phía sau vậy đó. Còn cái vai không có gồng, tay thì bám lên đầu gối thôi chứ không gồng. Hít sâu vào, trường tới, ưỡn căng lồng ngực, hàng suy nghĩ vào cột sống và cảm nhận hai cái chiều cột sống nó rõ ràng. Thở ra, để cong lưng ra phía sau, rút rốn, rút rốn, rút rốn vào. Thở ra, để cong lưng ra phía sau, thở ra. Nhìn thôi, nhìn cách tập thôi là biết ai cực, ai sướng rồi đó. Hít sâu vào, để căng lồng ngực tới đi nào. Đẩy tới, người thả lỏng là nó sẽ sướng hơn cái người cứ gồng mình, tối ngày cứ phải gồng mình lên. Thở ra, để cong lưng ra phía sau, rút rốn vào. Thở ra, đúng rồi, thả lỏng hơn nữa đi nào, thả lỏng nữa. Hít sâu vào lần cuối, để căng lồng ngực tới và giữ lại. Suy nghĩ vào nè, cô mà nhắc cái gì là mình đặt cái tâm trí mình vô cái chỗ đó trên thân thể mình. Ví dụ giờ cô nói mở vai ra sau, đó là mình kéo cái vai mình ra phía sau. Giờ cô nói ưỡn lồng ngực tới thì mình đẩy cái lồng ngực tới. Đó, nhưng nó như vậy đó mình mới cảm nhận được, mới thấm được cái yoga, nó thấm vô người mình. Cái lời của cô nó giống như nó áp lên cái thân thể mình đó. Đó, cô nói ở đâu là tự nhiên cái thân thể mình nó làm đúng được như vậy đó. Rồi cong lưng ra sau, thở ra đi nào, rút rốn vào, thở ra, cảm nhận sâu hai chiều cột sống, tập cho cột sống mình nó mới mềm dẻo, nó mới linh hoạt. Rồi lúc này có thể nhìn cô chứ đã chưa hiểu nha, hai tay mình vẫn đặt lên đầu gối đó. Bây giờ mình ép cái vai và xoay người qua bên phải, rồi lại ép cái vai phải, lại xoay người qua bên trái, y như xoay cái gối xoay bột vậy đó, y như cái gối xoay bột ngày xưa á. Mình lấy cái tay mình xoay 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 nó theo vòng tròn á đó. Đó, giờ mình xoay người mình đi, xoay. Cái thời của chị em mình mới biết cái gối xoay bột nó như thế nào. Hít thở sâu, xoay là thả lỏng từng đốt sống, mình cảm thấy mềm mại cuộc sống của mình. Đang, từ trước giờ hai tay đặt hà lên hai đầu gối chị Hòa ơi, chị Hòa đúng rồi rồi á, cứ xoay đó, ép vai bên đây là xoay qua, đúng rồi, rồi xoay qua bên kia là ép vai ngược lại, ép vai ngược lại, đúng rồi chị Vân làm tốt đó, đúng rồi. Từ từ chị Vân thả lỏng ra, rồi cái thả lỏng trong cuộc sống cũng thả lỏng ra, không có gì mà phải gồng người lên, căng cứng lên hết, thả lỏng ra. À, mềm mại, cứ nhớ những lời này của cô, hàng ngày mà cứ gồng lên là cũng nhớ lại, thả lỏng ra. Lời của cô Dung cứ nhắc mình thả lỏng ra, thả lỏng ra. Đó, giờ xoay ngược lại nè, xoay đổi chiều đi nào. Xoay đổi chiều. Đúng rồi, tập trung vào, vừa xoay và vừa nghĩ về hơi thở của mình. Hít sâu và thở chậm ra. Hít sâu và thở chậm ra. Rất tốt nào, hít sâu và thở chậm ra. Tiếp tục nào, hít sâu và thở chậm ra. Đó, cái bài tập này giúp cho cuộc sống mình nó rất là thoải mái. Hít thở. Hít thở. Hít thở rồi, duỗi tay chân thả lỏng đi nào. Đó, hai chị cảm giác sao? Tới bài này là bắt đầu thoải mái lên rồi đúng không? Thấy người nhẹ nhàng hơn rồi đúng không? Mình ngủ cả đêm á, người mình nó cứng ngắc à. Khí huyết á, nó cũng khó lưu thông. Sáng mình tập xong, người mình nó nóng lên, nó mềm mại, nó linh hoạt hơn.
Bây giờ chống quỳ lên để tập bò mèo. Nhớ bài đỉnh của cột sống. Ngày nào cũng phải tập cái bài đỉnh của cột sống này. Ngồi mông trên gót, rất là nhớ bài. Rồi đo hai cẳng tay xuống, khuỷu tay chạm vào đầu gối. Đúng rồi. Rồi, đo thêm một gang tay. Đúng rồi, chống quỳ lên. Bàn tay chống ngay dưới vai. Chống quỳ lên đi. Chống quỳ lên. Chống quỳ, chống thẳng tay lên chị Vân. Chống thẳng tay lên. À, chống quỳ lên lại mới khen nhớ bài chứ giờ quên bài. Không biết nghỉ ở đâu á, nghỉ ảnh đi đâu hay sao mà. Tay chân là bốn gốc vuông. Cong lưng lên, mắt nhìn rốn thở ra. Hít sâu vào, chung lưng xuống, rướn cổ lên. Suy nghĩ vào cuộc sống. Nhớ cái lời cô ám lên với người mình. Nói ở đâu là người mình phải làm được ở chỗ đó. Cong lưng lên, mắt nhìn rốn thở ra. Mắt nhìn rốn thì cong cái lưng lên trần nhà. Chị Hòa phải nghe cô hô, chị đã làm theo ý chị rồi. Cong lưng lên, mắt nhìn rốn, mắt nhìn rốn. Đúng rồi, phải nghe lời hô chứ không có nghĩ ra ngoài cái là tự làm rồi đó. Hít sâu vào, chung lưng xuống, rướn cổ lên, rất tốt. Rất tốt, chụp cho hai chị bên bum nè. Thở ra, cong lưng lên, mắt nhìn rốn, rất tốt. Đúng rồi, cảm nhận từng đốt sống lưng đi nào. Hít sâu vào, chung lưng xuống, rướn cổ lên. Đúng rồi, nhớ những lần rướn cổ là không nhướng mày. Đa phần 99 học viên mỗi lần rướn cổ là cứ phải nhướng cái chân mày mình lên, trọn con mắt lên, để ý chỗ đó nha. Cái chân mày vẫn bình thường, con mắt mình, tầm mắt mình vẫn nhìn bình thường, không có trọn lên. Thở ra, cong lưng lên, xiết cơ bụng lại. Đúng rồi, lúc này là xương cột đang cụp xuống. À, rồi cảm nhận nè, hai chiều cột sống của mình rõ ràng thấy không? Hít sâu vào, chùng lưng xuống và rướn cổ, nâng cái xương cụt lên. À, hai chị biết cái xương cụt rồi chứ gì? Đó, khi mình ép cái lưng là xương cụt mình nói lại, hướng lên trên, cảm nhận. Thở ra, cong lưng rút bụng thở ra. Rồi, cong lưng hết lưng lên, trần nhà mắt nhìn rốn. Lui mông về chạm gót ở tư thế em bé. Đúng rồi, em bé là trán mũi chạm sàn. Hai tay duỗi thẳng luôn đi nào. Hai tay duỗi thẳng về phía trước. Đúng rồi, để mình bắt đầu chuyển lên tư thế con rắn hổ mang. Con rắn hổ mang là phải lướt hai tay về phía trước, rồi lượn cột sống trường người lên, hít sâu vào rắn hổ mang đi nào. Trường lên đi chị Hòa, trường lên, trường lên, trường lên. Đúng rồi, nhớ chỗ này, tay chống thẳng tay mà nghe đau lưng thì mình hạ hai cái cẳng tay xuống. À, nhớ tay chống là đau lưng là hạ cẳng tay. Rồi chịu cái đầu gối xuống sàn, đẩy cái mông lên cao, rút rốn và lui cái mông về chạm gót chân trở về em bé. Thở ra, đúng rồi. Từ từ hiểu cái lời hô, cái khẩu lệnh á. Nhiều khi cái khẩu lệnh của cô hô á là mấy chị không hiểu cho nên cứ làm sai. Từ từ nó quen được cái khẩu lệnh đó đi. Hai tay duỗi thẳng về phía trước chứ không có co rụt lại. Duỗi thẳng hai tay ra, thẳng nữa ra. Để mình trường lên là đủ cái chiều dài của con rắn. Hít sâu vào, trường lên đi nào. Suy nghĩ vô cột sống nha. Hít sâu, rất tốt. Nay cột sống chị Hòa mềm dẻo hẳn ra rồi đó. Chị Vân để ý thêm, suy nghĩ vào thêm, cột sống chị Vân đơ như một cái khúc cây á, cho nên là phải uốn nó, uốn nó, uốn nó. Thu về, thở ra, chịu đầu gối xuống, lui mông, duỗi cái mũi chân ra, ép cái lưng bàn chân sát xuống, rồi mông thì chạm gót, trán mũi thì chạm sàn. Hít thở sâu, hôm qua gửi cho chị mấy cái tư thế, lợi ích của mấy tư thế đó. Là mình hiểu rồi đó. Nó hai tư thế đơn giản này thôi, nó tới 9-10 cái lợi ích lận. Cho nên tập cứ tư thế nào là tập trung sâu vào tư thế đó.
là mình sẽ nhận được 9-10 cái lợi ích đó. Lần nữa nào, Trường lên, hít sâu vào. Trường lên, rất tốt nào. À, rồi, chị Vân chống tay cao lên đi, chị Vân cao lên nữa đi chị. Đừng cho mình là bệnh nhân. Chống tay cao, xích lên, xích lên. Tay cao ngang đầu á, bàn tay chống cao ngang đầu rồi, uốn cong lên. Uốn cong lên, uốn lên thêm. Thu về, thở ra. Mình luôn luôn nghĩ mình là người khỏe mạnh, chứ còn mà mình cứ cho mình là bệnh nhân là mình bệnh nhân cả đời luôn á. Từ từ, cuộn từng đốt sống ngồi lên, lưng lên trước, đầu lên sau, cùng cảm nhận sau đi nào. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi ngồi xuống và duỗi hai chân về trước. Lúc tập á, cảm nhận tâm trí mình vào cơ thể, cảm nhận vào hơi thở, cảm nhận sâu vào. Nó thấm sâu vào, nó thấm sâu vào. Thẳng gối và dựng đứng hai bàn chân lên. Dựng đứng là sao? Đặt cái gót. Đúng rồi. Ngón chân hướng lên trần nhà. Và mình cố gắng cho cái mũi chân nó hướng về phía người mình, để cho nó kéo cái gân kheo ra. Rồi ngồi thẳng lưng lên. Vươn hai tay lên cao, hít sâu vào, vươn dài lên. Trường tới gập xuống, thở ra. Đúng rồi. Gập được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thấy căng theo khả năng mình. Và mỗi ngày mình thấy, à nay nó xuống hơn hôm qua được một chút là tốt rồi. Lên, hít sâu vào, vươn tay. Nhớ lúc nào đầu cũng đi giữa hai tay. Đừng để đầu lên trước, tay lên sau, hay là tay xuống trước mà đầu xuống sau nè. Trường tới đầu giữa hai tay gập xuống, thở ra. Đúng rồi. Nắm ngón cái chân. Hai ngón chân cái là hai cái dây thần kinh đầu não của mình đó. Nó nói đến hai cái dây thần kinh đầu não của mình. Mình tập, mình nắm vô nó, mình nắm vô nó là mình kích thích cái dây thần kinh đầu não của mình đó. Lên, hít sâu vào, vươn lên để cho tinh thần mình minh mẫn, tư duy linh hoạt. Trường tới, thở ra. Lại nắm vô hai ngón chân cái đi nào. À, ép nó xuống, thở ra. Lên, hít sâu vào. Trường tới, ép xuống, thở ra. Giữ ở đó. Và không phải chỉ giữ và buông lỏng người, giữ và cứ ép thêm trong tâm trí mình. Tập trung vào cái tư thế này, mình muốn chinh phục cái tư thế này bằng cách mình hít vào, rồi cái mình thở ra, mình lại ép xuống, mình thả lỏng ra, cái mình lại hít vào đó. Chứ không phải giữ tư thế, mỗi tư thế trong yoga giữ 30 giây cho tới 2 phút lận, mà thời gian đó suy nghĩ mình lại tập trung cao độ vào, chứ không phải lúc đó giữ rồi cái mình cứ để đó rồi cái trí não mình nó đi đâu. Không phải, mình lại muốn chinh phục nó tốt hơn bằng cách hít vào, lại thở ra và lại ép nó. Lại hít vào, lại thở ra và ép sâu hơn. Đó, cái mình giữ càng lâu mình thấy, à, mình được ép sâu hơn nữa, sâu hơn nữa, sâu hơn nữa, sâu hơn nữa. Lên, hít sâu vào, vươn tay lên. Hạ tay xuống, thở ra. Thoát tư thế thì sao nè? Hạ tay, thả lỏng ra chị Hòa. Thì tập trung vào hơi thở, mắt khép, chứ không có quơ vào gì hết, cứ thả lỏng bất động, mắt khép, tập trung vào hơi thở, hít thật sâu vào, thở ra thật chậm đó. Suốt buổi tập cứ hãy thoát tư thế ra là mình hít thật sâu vào, mình thở ra thật chậm, là người mình nó khỏe suốt cả một buổi tập. Tập xong là y như cái điện thoại mà nó hết pin, nó sạc đầy pin lại như vậy đó. Chứ không phải mấy chị tập xong rồi mấy chị thấy rã rời tay chân, mấy chị thấy không còn làm cái gì nổi. Đó, mình tập là cứ nạp năng lượng tích cực vào. Mình tập là mình đẩy năng lượng tiêu cực ra, đẩy hết những cái mà mệt mỏi ra ngoài.
Bây giờ mời đứng lên tập tư thế đứng một chân. Tư thế đứng một chân thì chị Vân phải ngất cái điện thoại lên, chứ nếu không sẽ không thấy cả người. Đúng rồi đó, biết xây biết trở rồi đó đó, rồi chỉnh nó đến. Đúng rồi, xíu nữa thì càng tốt, ngất cái mặt nó lên chút nữa càng tốt. Ngất nó lên chị, không nó rọi dưới sàn nhiều quá, chị chỉnh làm sao nó đừng có thấy dưới sàn nhiều, đừng có rọi dưới sàn nhiều. Đúng rồi đó, chiều đó đó, đúng rồi, được rồi. Rồi, mời mời đứng lên. Rồi, đây, luyện cho chân chắc khỏe và tinh thần mình tập trung. À, tinh thần thép, đứng càng lâu là thần kinh mình vững. Cho nên cô hay nói tập yoga là luyện thần kinh thép đó. Rồi chân trái hít sâu vào, bây giờ mình lấy tay phải mình nắm cái chân phải, à nắm cái chân phải đặt cao lên như cô không được thì mình đặt ở đây, nên mình đặt ở đây nhưng mở cái đầu gối ra, mở cái đầu gối giữ cái khớp hông bên trái lại, giữ lại, giữ cái khớp hông lại và bụng mình phẳng, siết vô, siết cơ bụng vô thở. Bây giờ các chị cứ đứng giữ ở đây thì khỏi có chắp tay trước ngực, giữ ra. Rồi cảm nhận là khớp hông mình đang mở nè, đầu gối tay này đẩy nó ra, đầu gối tay này đẩy nó ra, thở ra. Đúng rồi, giữ y như cô vậy, hít thở sâu, hít thở sâu, hít thở sâu đi nào, hít thở sâu, thấy chưa, thấy cái chân yếu rồi thần kinh yếu là đứng giữ rất là khó. Mình tập một thời gian mình thấy là nó khác hẳn liền với cái giai đoạn này, không phải là chống hông mà là tay mình đặt mở khớp hông á, chứ không phải chống hông. Còn đây là đặt vô đây nè, còn tay này đẩy nó ra nè, còn tay này kìm cái khớp hông lại đó. Giống như một bên á, khi cái này mở ra thì cái xu hướng này nó cụp nè, cho nên tay này kìm nó lại, cái tay này đẩy nó ra đó, siết cái cơ bụng vô phẳng lại. Còn cầm cổ mình thì ở trung tính. Đúng rồi, hít thở đi nào, 5 4 3 2 cái tư thế thân cây một chân là tư thế này dễ nhất trong trong các tư thế đứng một chân á, cho nên đó, hai chị hiểu hiểu tình trạng sức khỏe của mình ha. Hít thở đi. Rồi đổi tay chân nè, tập trung vào, nhớ là lên tư thế là mở mắt ra tập trung, chứ nếu không nhắm mắt lại nó càng xà quần nữa đó. Chị Vân hạ xuống và nghe cô hô, chứ không phải muốn lên là lên. Tập trung vào, thở hết hơi ra, hít vào trụ chân phải, rồi đặt chân trái lên chân phải. Đó, đặt á, cũng phải đặt ở bên bên hông nè, đặt không cao sát lên đùi như cô được thì đặt ở đây thì nó, chứ không phải đặt ra phía trước đây, chứ không phải xoay đầu gối ra phía trước đây, đặt nó đây. Rồi tay này đẩy ra đây, tay này thì kìm cái hông mình lại đó, và giữ thẳng người, siết bụng thở ra, rút rốn vào nha. Đứng hay có xu hướng đẩy cái bụng về phía trước vậy nè, à, đứng hay có xu hướng là cái bụng nảy về phía trước, cái cong cái thắt lưng đây nè đó, cho nên rút cái rốn vào, hạ cái thắt lưng, trả cái thắt lưng và hạ xương cột xuống, trả thắt lưng hạ xương cột. Nhớ chỗ này là không bao giờ đau thắt lưng. Còn ai mà đứng cứ nảy 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 cái bụng như vậy nè đó là chắc chắn sẽ đau thắt lưng hoặc là thoát vị đĩa đệm luôn. Đứng một chân hay hai chân gì cũng vậy hết, sửa rút cái rốn vào và hướng xương cột xuống. Hạ tay chân thả lỏng ra, hít thở sâu, thoát tư thế là tập trung vào, hít sâu và thở chậm ra, hít sâu và thở chậm ra.
Cho nên tư thế này dễ nhất, khi nào các chị vững ở tư thế đứng một chân này rồi hả đổi, chứ giờ dễ nhất còn chưa tập được sao đổi tư thế khác nha. Rồi ngồi xuống tư thế kim cương. Tư thế kim cương là sao? Ngồi xuống duỗi mũi chân, mông ngồi trên gót, hai tay đặt lên đùi, quỳ xuống đó, quỳ xuống, quỳ xuống. Rồi rộng rồi duỗi mũi chân ra, hai tay đặt lên đùi, mắt khép lại. Tư thế này thôi cũng 9-10 cái lợi ích trong đó. Cứ ngồi tư thế này, tập trung vào hít sâu và thở chậm ra. Hít sâu và thở chậm ra. Mời quỳ lên. Quỳ thẳng lên á, quỳ quỳ thẳng người lên, quỳ lên chị Hòa. Quỳ lên á, đúng rồi. Rồi, hai cái đầu gối mở rộng bằng cái hông. Hai đầu gối mở rộng bằng hông. Hai bàn chân ở sau cũng mở rộng bằng hông và duỗi cái mũi chân ra, ép sát cái mũi chân xuống. Giờ hai tay nè, hai tay úp vào cái thắt lưng của mình. Hít sâu vào, mình mở vai ra, mở vai vào cái khuỷu tay mình kẹp ra phía sau, đẩy cái hông ưỡn vào ngực và vươn cầm lên, thở ra. Đó, theo khả năng của mình. Trở về, hít sâu vào thẳng lề. Đúng rồi. Thở ứ ra, đẩy hông ưỡn ngực đi nào. Nhớ mở vai ra, ưỡn căng lồng ngực tới chị Vân, đẩy cái hông về phía trước. Đẩy cái hông về phía trước là chu cái mông ra sau, có ở đó là đánh vô cái mông liền luôn á chị Vân. Đẩy cái hông về phía trước. Đúng rồi. Cứ làm ngược lại hả? Lên, hít sâu vào. Thở ra, tay mình đẩy cái hông về phía trước. Tay mình đẩy cái hông về phía trước và ưỡn ngực ngã ra phía sau. Suy nghĩ vào, đúng rồi. Đúng rồi. Lên, hít sâu vào. Tiếp tục nè, thở ra, đẩy cái hông về phía trước. Đúng rồi chị Hòa, nhịp nhàng rất là tốt luôn, nay cột sống nó linh hoạt hẳn luôn rồi đó chị Hòa. Lên, hít sâu vào. Chị Vân để ý nghe lời cô nói ở đâu. Nó đẩy cái hông là tay mình lo đẩy cái hông nè, đẩy cái hông về phía trước đi nào, đẩy cái hông. Rồi vai mở ra, rồi khuỷu tay, hai cái khuỷu tay kéo lại gần với nhau á, tức là nó phải lận ra phía sau, kẹp ra phía sau, kẹp ra phía sau, giữ năm, rất tốt nào. Bốn, tiếp tục tay đẩy hông nữa. Ba, gồng không bị gồng miết, thả lỏng ra thêm, thả lỏng, thả lỏng. Hai, một, lên, hít sâu vào, rồi ngồi xuống gót chân, ngồi xuống gót chân, rồi tay đặt lên đùi và hít thở sâu vào. Về kim cương, nghỉ mệt tư thế kim cương. Hít sâu vào, thở chậm ra. Hít sâu vào, thở chậm ra. Bây giờ ở tư thế em bé, vào tư thế em bé, tức là ngồi ở kim cương, cái úp xuống cán mũi chạm sàn. Đúng rồi. Rồi, hai tay mình đang ở sau lưng. Đưa hai tay ra sau lưng, đan các ngón tay lại với nhau. Đúng rồi. Đan chặt các ngón tay, rồi cô nói ở đâu là để ý nè, duỗi thẳng hai cái khuỷu tay. Đó, duỗi thẳng hai cái khuỷu tay, đúng rồi. Đó, hai chị đều cứng y như nhau hai cánh tay. Duỗi thẳng thêm nữa đi nè. Suy nghĩ vào hai cánh tay. Đúng rồi, tiếp tục duỗi thẳng thêm nữa đi nào. Hít thở. Lần nữa, duỗi thẳng thêm nữa. Rồi, lần này nha. Nâng hai cái tay lên theo khả năng của mình, hết cỡ coi nè. Đúng rồi. Nhúc đó dứt biên độ chẳng thấy luôn đó nha. Tiếp tục nè, nâng hai cái tay lên nữa nè. Đúng rồi. Đúng rồi, chị Vân lại tốt hơn chị Hòa cái chỗ này nha. Tiếp tục nè, nâng hai cái tay lên nữa đi nào. Suy nghĩ vô hai tay chị Hòa. Chị Vân tốt đó, tốt đó. Tốt chị Hòa, nâng lên, nâng lên. Trời ơi, nó cứng chi mà nó cứng dữ à. Tiếp tục nè, hít sâu vào.
lăn lên đỉnh đầu và mình nâng cái mông lên và cảm nhận đi nha. Lúc này máu lên não á, nâng lên, lăn lên đỉnh đầu và nâng cái mông lên khỏi cái gót. Nó hơi khó với mấy chị đó. Đúng rồi, đúng đó, xu hướng đúng đó, đúng. Và cảm nhận nha, cảm nhận. Rồi hạ cái mông xuống, thở ra nha. Thấy chóng là phải báo cô nha. Nhưng mà mình cũng đừng có cứ nghĩ tới đó, cô chỉ nhắc chừng thôi. Hít sâu vào, rồi nâng tay lên trước nè, nâng tay lên theo khả năng của mình, nâng lên rồi lăn lên đỉnh đầu, lăn lên đỉnh đầu, thở, đúng rồi. Từ từ nha chị Hòa, lăn và cảm nhận từ từ, lăn và cảm nhận từ từ, mình đang đưa máu về não đó. Trở về, hít sâu vào, chứ không phải trồng chuối thì mới đưa được máu lên não. Có rất nhiều tư thế lắm cho những người sức khỏe, người ta sao trồng chuối được đó. Lăn lên đỉnh đầu đó, máu và oxy lên não của mình. Ai thiếu máu não, thiếu oxy não, tư thế này rất là tốt luôn. Giữ đó, nâng tay cao lên nữa chị Hòa, cao lên thêm nè, đúng rồi, cao lên, nhưng đừng có chịu lực lên đầu mình hết nha. Mình cảm nhận lực ra từ từ, 5, 4, 3, 2, 1, hạ người xuống em bé đi nè, thả lỏng tay xuống luôn. Lần này hai cánh tay mình xuôi dọc ra phía sau chân của mình á, lật ngửa lòng bàn tay lên, đúng rồi, buông lỏng vai ra, trán chạm sàn, đúng rồi. Giờ á, cô nói thả lỏng cả người coi, các chị để ý vô cả người, các chị có thả lỏng được cả người không, kiểm soát xem. Đang thả lỏng từ đỉnh đầu mình, từ từ chạy dọc theo cột sống, chạy dọc theo hai cánh tay, buông lỏng hai cánh tay ra. Đó, chỉ có hai chân mình đang bị khóa lại ở chỗ khớp gối thôi, còn toàn bộ là cánh tay, cột sống và đỉnh đầu của mình đang được thả lỏng, và máu oxy đang đổ dồn lên cơ mặt của mình đó, tươi mới, cái làm cho giúp cho da mình được tươi mới lên, sáng hơn, máu nó đổ lên mặt đẹp da. Cuộn người lên, cuộn từng đốt sống lên đi nào, cuộn cái lưng lên, cái lưng chị Vân, cái chiều cuộn này cả biên độ rất là yếu luôn, rất là ít luôn. Tập từ từ cho biên độ thoải mái hơn. Rồi giờ mời các chị nè, mình trượt dài tay phải để nằm xuống và bài thư giãn của bài, chứ không có được ngã người nha các chị. Tuổi các chị phải bảo vệ khi thay đổi tư thế, phải từ từ ngồi rồi trượt dài tay ra, dài ra, thuận với chị Vân bên nào thì chị Vân làm bên đó. Thường là người ta thuận bên phải, còn chị thuận bên nào thì chị sẽ tập bên đó. Chị Vân là có xu hướng bị tai biến đó chị Vân nha. Rồi từ từ nằm xuống, đúng rồi, cảm thấy như thế nào, nằm nằm ngửa không được thì nằm nghiêng, à sao cho nó phù hợp với sức khỏe của mình đó. Rồi tập trung nghe bài thư giãn. Tôi đang thả lỏng các ngón chân. Lúc này nè, để ý nè, hai bàn chân mở rộng bằng vai, ngã mềm hai bàn chân hướng ra hai bên. Hai tay xuôi theo thân 45 độ, lòng bàn tay ngửa, các ngón tay thả lỏng co tự nhiên. Mắt khép lại, từ từ hướng tâm trí vào cơ thể, thả lỏng cơ thể bằng tâm trí của mình. Tôi đang thả lỏng các ngón chân, thả lỏng bàn chân, bắp chân của tôi cũng đang được thư giãn, thả lỏng, thả lỏng cơ đùi, thả lỏng khớp háng. Sự thư giãn thả lỏng đang lan tỏa ra khắp vùng bụng,
và len lỏi vào bên trong nội tạng của tôi đang được hoàn toàn thư giãn các đốt sống lưng, thư giãn cơ lưng. Hơi ấm đang lan tỏa dần lên hai vai và lan tỏa ra hai cánh tay của tôi hoàn toàn được ấm lên và thư giãn. Được thì chị Vân cứ thử thử người mình nha. Thử thử người mình theo lời cô để cảm nhận xem. À, chứ đừng có sợ, sợ phải vượt lên chính mình một chút đi. Thả lỏng cằm. Sự thư giãn đang lan tỏa lên hai môi, lên cơ mặt, lên mũi, lên mi mắt. Thả lỏng ra chân mày, thả lỏng trán. Sự ấm áp và thư giãn len lỏi vào trong não. Hệ thần kinh của tôi cũng ấm dần lên và thư giãn sâu. Tôi cảm nhận được sự thư giãn đang lan tỏa từ hệ thần kinh là dần xuống đến các ngón tay, ngón chân. Cơ thể và tâm trí của tôi hoàn toàn được thư giãn và thả lỏng. Cơ thể của tôi đang được nạp đầy năng lượng mới tích cực. Cơ thể của tôi thật là khỏe mạnh, tràn đầy nguồn sinh lực mới, đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài. Cô muốn các chị luôn nói với tiềm thức mình câu nói đó. Cơ thể của tôi thật là khỏe mạnh, tràn đầy nguồn năng lượng tích cực, sinh lực tràn đầy, đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài. Mình bị bệnh gì? Suy nghĩ vào cái bệnh đó và lại nói với tiềm thức của mình như vậy. Cơ thể của ta đang khỏe mạnh, đang đẩy lùi cái bệnh rối loạn tiền đình đó ra bên ngoài. Đó, tự nói với mình có bệnh gì, nói với mình cái đó để cho tiềm thức của mình mạnh lên nào. Cơ thể của ta đang khỏe mạnh, đang đẩy lùi cái bệnh tuyến giáp đó ra bên ngoài. Cơ thể của ta đang rất khỏe mạnh, đẩy lùi bệnh tim ra bên ngoài. Cơ thể của ta đang khỏe mạnh, đẩy lùi bệnh rối loạn tiền đình, bệnh hay chóng mặt ra bên ngoài. Từ từ nhúc nhích các ngón tay, ngón chân. Nhúc nhích bàn tay, bàn chân. Khép hai chân lại. Hai tay đang lộn ngược bàn tay lên khỏi đầu. Cô thì hôn như vậy, nhưng mà sức khỏe của mỗi chị như thế nào? Để ý vào. Rồi làm theo cô không được thì làm theo mình. Từ từ co chân trái đạp bàn chân xuống sàn. Rồi nằm nghiêng người qua bên phải và co tay phải chống đỡ đầu. Sáng ngủ dậy cũng y như vậy, chưa có ngồi lên, chưa hô, chưa hô, chưa hô. Nha, co tay chống đỡ đầu giữ ở đó. Mình sáng ngủ dậy cũng làm y như vậy, giữ ở đó khoảng 30 giây rồi mới tiếp tục co hai gối lại. Rồi từ từ hai tay chống ở trước ngực mình, rồi đỡ người ngồi lên từ 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 từ. Đang thay đổi đột ngột là dễ bị tai biến đột quỵ. Tuổi mấy chị rất là nguy hiểm cái chỗ này. Tập cũng vậy và ngày thường cũng vậy. Bây giờ đưa cái tay này lên massage cổ bên trái, đưa tay này lên massage. Rồi mắt vẫn khép và hít thở sâu vào đi. Hít thở sâu vào cho tim mạch, huyết áp của mình ổn định lại. Nằm thư giãn nãy giờ mà vẫn chưa ổn định là tiếp tục. Hít thở sâu vào cho ổn định. Chứ thường cái bài thư giãn đó đó, cô hôm mà hết bài á, là mọi người là đều khỏe hẳn ra. Năng lượng được nạp đầy vô, tim mạch ổn định trở lại, huyết áp ổn định trở lại. Vỗ. Vỗ, vỗ, vỗ mắt.
Rồi tiếp tục massage hai cái chân mình như vậy, massage hai cái chân và vỗ 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 nó. Rồi hai chị bật micro lên đi, bật micro lên nói coi cái bài tập hôm nay mình cảm thấy như thế nào, nó có quá sức mình không hay là như vậy là vừa, để cô còn biết mà đi bài cho mấy chị cho nó tập nó khỏe mà theo được. Ok. Chị Hòa sao, chị Hòa thấy vừa sức không? Ừ. Vừa chị ha, có cần tăng lên nữa không chị? Thôi từ từ chứ. Đó thì phải hỏi chứ, chứ để nói trời ơi 150 một buổi mà cổ dạy chi nhẹ xìu không à. Thôi hết rồi. Cho nên là phải hỏi nha, muốn cỡ nào có cỡ đó. Muốn cỡ nào có cỡ đó. Chỉ cần từ từ xong rồi nó khỏe dần lên chứ không cần phải gì hết, không cần Chị theo được, mà chị thấy cái tư thế mà uốn cong lưng rồi này kia, chị thấy chị có tiến bộ nè. có linh hoạt hơn, có linh hoạt Nhưng hơn. có một cái mà không biết hay là bữa nay mình mới tập bữa đầu tiên, chị thấy cái đứng một to chân mà chị đứng lên là run cái chân đi. Chị Hoa cũng vậy mà. Đấy, ô đứng. Được, thì đây cũng chưa đứng được. Chị Hoa cũng chưa đứng được. Tại vì sao? Mình lâu quá, mình từ đó giờ có bao giờ mình tập đứng một chân đâu. Cái tiền đình của mình nó cái Chị tiền đình của mình Hòa bị tiền đình luôn á hả? thì ở tuổi này là nó hay bị thế mà, cho nên cảm lúc nào cũng cảm thấy là không cân bằng. Đúng rồi, yoga là cái sự cân bằng tốt nhất đó. Mình co cái chân lên là mình cảm giác không cân bằng, như khi mình đi hai chân mà còn không vững nó làm sao mà mình đứng một chân mà vững. Cho nên là hy vọng là mấy chị cảm được cái chỗ đó, là từ từ cơ cơ thể mình cái cảm thấy nó cân bằng được. Thấy hai chị đứng mà rung rung lắc lắc là rớt lia lịa là biết rồi, thần kinh là không vững rồi. Chị bữa nay chị thấy nhiều đấy chứ, qua bữa thứ tư là chị thứ tư đúng không? Buổi thứ Đi tư tiếp. mà tiến bộ rõ đó, cuộc sống chị khác hẳn luôn, khác hẳn buổi đầu tiên. Với lại là nó cũng đỡ đau, kiểu như là chắc là hồi nào cũng để đơ nên nó kẹp cái dây thần kinh, là nó kẹp cái mạch máu nó không lưu thông lắm, lưu thông là thấy nó đỡ đau. Cho nên Đỡ là đau. mặc dù mới nói tiếng là em hỏi tụi mấy chị cho tôn trọng mấy chị, chứ thật ra nhìn tình hình mấy chị tập là em đã biết giáo trình nó đi tới đâu rồi. Thí dụ như là em thấy khá hơn là em sẽ tự động em cho tăng lên, Bữa nay còn tăng cũng tăng từ từ theo mức độ, ví dụ như số 1 rồi lên số 2 chứ không thể số 1 chạy lên số 5. ơi, không cần đẹp đâu, không cần người thành người mẫu đâu. Không, không phải, chị phải nói là không cần sống ảo những cái tư thế khó. Không cần sống ảo những tư thế khó, mà miễn sao những tư thế đó giúp mấy chị khỏe và đẹp ra, chứ không phải tư thế khó mới đẹp chị. Chị mà tập chị cảm nhận được là người chị nó sẽ thanh thoát lại hả? Chỉ cần khỏe mà Cảm nhận rồi, cái bye mấy sự chị, cho mấy chị đi ăn sáng uống cà phê rồi đi. Chúc mấy chị cả sướng. ngày tràn đầy năng lượng nha. Bye. Hẹn thứ hai mai nghỉ đúng không, mai nghỉ mốt nghỉ đúng không? Mai gặp lại thôi chị, ai em ơi. Phan, chị Vân ở lại, chị Vân. Chị Vân á là chị Hòa ngày mai bận, chị Hòa nghỉ thì chị có tập không? Có chị tập bình thường, Chị tập bình thường nha. em nói chị 21 ngày liên tục mà. Nhưng mà chị tập bình thường thì cái giờ của chị á là